Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một số Q&A số đầu tiên của năm 2020. Chúc mừng năm mới. Và trước khi bắt đầu video thì quảng cáo một chút là hiện tại ở Bạch Long Mobile đang có chương trình là flash sale đẫm máu, xả hết kho, đón Tết to. Bạn nào quan tâm thì đến trang web để tham khảo nhé. Trước khi chuyển qua chuyên mục là Q&A trả lời câu hỏi thì mình sẽ điểm một cái tin cũng đang rất là hot, đó chính là về con Vsmart Active 3. Về những thông số thì trên bản tin B-News của kênh đã có Ngọc nói rất là rõ rồi. Mình sẽ điểm qua nhanh thôi nhé. Con này sẽ có màn hình là Super AMOLED với kích thước là 6,39 inch, màn hình Full View, độ phân giải Full HD Plus. Về cấu hình, máy sẽ được trang bị con chip Helio P60, cùng với đó là bộ trong 64GB, RAM sẽ tùy chọn là 4 hoặc 6GB. Về phần mềm sẽ chạy VOS 2.5 trên nền Android 9. Viên pin ở trên máy sẽ có dung lượng là 4020mAh và sạc 18W. Camera sau sẽ có độ phân giải lần lượt là 48MP, 8MP và 2MP. Camera trước là 16MP. Giá của Vsmart Active 3 sẽ là từ 4,5 triệu cho cái phiên bản tiêu chuẩn. Đây là mức giá niêm yết nhé. Và trong một vài ngày gần đây thì thực sự là con máy này rất là hot bởi vì cái con chip và cái cấu hình của nó. Đầu tiên đó chính là nó chạy con chip Helio MediaTek. Và thứ hai chính là con chip này lại là một con chip tương đối là cũ, Helio P60. Vốn dĩ thì từ trước đến nay ấy, thì họ vẫn hay ưu tiên trang bị những con chip đến từ nhà Qualcomm. Và về phần cấu hình này thì cũng chưa bao giờ mình cảm thấy là thất vọng hay cảm thấy là hơi thua thiệt so với những cái đối thủ khác, hay thậm chí là so với những cái con máy đã từng ra mắt của nhà Vsmart thì cấu hình này cũng sẽ là hơi thua thiệt và kiểu như cải lùi ấy. Đây là một cái hướng đi theo kiểu là ngược lại so với những gì mà hãng đã làm từ trước đến nay, từ những con máy đầu tiên ra mắt cho đến tận những con Vsmart Live, đúng không? Họ sẽ thường cho ra mắt những con máy với cái cấu hình phải tập trung đầu tiên. Còn với Vsmart Active 3 thì họ lại cắt giảm về thiết kế này, sau đó thì lại tập trung vào cái thiết kế cái màn hình với mức giá là 4,5 triệu cho cái hàng chính hãng. Đây là mức giá niêm yết, còn các cửa hàng, các cái đại lý bán lẻ thì họ sẽ bán với mức giá thấp hơn, khoảng là 4 triệu này. Rồi hiện tại thì mình biết là có một cửa hàng còn bán với mức giá là khoảng 3 triệu rưỡi. Và với mức giá này, chính hãng thì một cái màn hình Full View, một cái thiết kế với camera pop-up, một cái màn hình Super AMOLED với chất lượng tốt Full View như này là một cái trang bị phải nói rằng là khác biệt. Họ đang tập trung vào thiết kế và màn hình các thứ chứ không phải là những cái thông số phần cứng. Và đây là một cái hướng đi mới, họ tập trung vào cái số đông người mua hàng, đúng không? Đây là một cái thiết kế mới, độc đáo. Và như anh em biết thì cái số đông người dùng là nó chiếm nhiều hơn những cái người theo dõi công nghệ như chúng ta, đúng không? Họ đến mua hàng thì họ sẽ chỉ quan tâm về cầm vào con máy, thấy ok, cái thiết kế nó ngon lành, nó độc lạ thì sẽ là một cái thứ gì đấy kích thích người mua hơn. Đây là thứ được nhiều người quan tâm. Hay là cái màn hình nhìn vào trước rất là đã, rồi trải nghiệm các thứ thì cực kỳ đẹp. Thì đây là cái thứ, những cái thứ mà nó thực tế hơn. Có lẽ là như vậy nên là họ lựa chọn cái hướng đi này, trong khi một cái cấu hình thì chỉ là ở mức đủ dùng. Nên là khi nhìn lại ấy, thì đây là một con máy phù hợp với số đông người dùng bởi vì cái mức giá. Ví dụ bây giờ mình mua khoảng 3 triệu rưỡi chính hãng và những trang bị này thì cũng không phải là tệ, đúng không? Hay đơn giản là một cái người thích một cái màn hình Full View và chất lượng tốt thì đây cũng là một cái sự lựa chọn mà trong cái mức giá này hàng chính hãng cũng cực kỳ là khó để tìm được. Và Vsmart làm được điều này. Và ở chiều hướng ngược lại, những người như chúng ta, những người mà quan tâm tới cái cấu hình phần cứng trước khi nhìn vào những mặt khác thì cái cấu hình này có lẽ chưa phù hợp và chưa phải là cái sự lựa chọn tối ưu ở trong cái phân khúc và ở cái mức giá này hàng chính hãng, đúng không? Còn cái camera nó như nào thì hiện tại là mình chưa có máy để mà trải nghiệm thực tế xem chất lượng là ok hay không. Có thể là họ không chỉ tập trung vào thiết kế này, vào màn hình này, mà thậm chí là tập trung vào cải camera để mà tăng chất lượng nữa thì cũng là một cái phần đầu tư. Nhưng mà cá nhân mình thì nghĩ rằng là cái điều này sẽ không thực tế cho lắm và không phù hợp lắm với cái hướng đi. Bởi vì có lẽ là họ chỉ tập trung vào cái phần thiết kế và mình là quá đủ cho một cái lần nâng cấp lớn rồi. Sau đó thì một thế hệ nữa thì lúc này cải thiện về camera cũng chưa phải là muộn. Như thế thì chắc là sẽ phù hợp hơn. Nhất là ở một cái con máy với mức giá cũng không phải là quá cao như này thì tập trung vào nhiều mặt đồng đều cũng tương đối là khó. Và đó là những ý kiến cá nhân của mình với Vsmart Active 3. Những ý kiến cá nhân nhá. Còn anh em thì nghĩ sao thì hãy nhớ comment phía bên dưới để mình và các bạn khác cùng bàn luận nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua cái phần hỏi và đáp. Câu hỏi đầu tiên của bạn Nghĩa Nguyễn: mình mua sạc nhanh 30W Vox 3.0 có hỗ trợ không anh? Trong video về Vsmart Live thì con Vsmart Live này là có hỗ trợ sạc của Quick Charge và cụ thể là 3.0 18W ở trong hộp luôn. Còn nếu bạn muốn mua ngoài thì cái sạc Vox này nó sẽ không phải là một cái chuẩn sạc tương thích với máy. Và bạn lưu ý nữa là chính là sạc Vox 3.0 ấy thì sẽ có công suất là 20W. Và cái công suất sạc mà 30W này thì
nó sẽ đúng hơn là Moc 4.0 nhá. Nhưng mà VSmart Life này thì nó sẽ không tương thích những con máy đến từ nhà Oppo hoặc là thương hiệu con của họ là Realme thì mới tương thích với cái chuẩn sạc Moc này. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mèo Thần TV có nên mua 6S Plus không ạ? Mình nghĩ rằng là thời điểm hiện tại khi mà mình xem giá ở đây ấy, thì 6S Plus cũ ở Bạch Long Mobile sẽ có mức giá là khoảng hơn 4 triệu. Nếu bạn thích những thiết bị đến từ nhà Apple và là thiết bị chạy iOS thì mình nghĩ tầm giá này mình sẽ lựa chọn một con iPhone 7 cũ. Và cái lý do mình lựa chọn iPhone 7 cũ đến từ việc là cái khoảng cách về hiệu năng của iPhone 7 và iPhone 6S Plus. Và thứ hai nữa là cái phiên bản bộ nhớ trong tối thiểu ở cùng mức giá thì iPhone 7 là 32GB, trong khi iPhone 6S Plus sẽ là 16GB. Và với mình thì thời điểm hiện tại cái phiên bản bộ nhớ trong này là nó không còn đủ nữa. Và mình nghĩ là đa số người dùng thì 16GB cũng là tương đối tù túng. Và như mình nói lúc nãy là cái khoảng cách về hiệu năng nó cũng đủ khiến cho mình quyết định lựa chọn iPhone 7. Đây là hai tiêu chí khiến cho mình lựa chọn iPhone 7 chứ không phải là 6S Plus. Còn bạn nhu cầu như nào thì bạn không nêu rõ này, mình không thể nào biết được nha. Cảm ơn bạn. Câu hỏi thứ ba của bạn Bao Bao, chơi game thì nên chọn con nào giữa Realme 5 Pro và Redmi Note 8 Pro? Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra hai cái bộ cấu hình của từng con hàng chính hãng. Ở cái phiên bản thấp nhất, với Redmi Note 8 Pro chúng ta sẽ có con chip là Helio G90T, cùng với đó là RAM 6, bộ ở trong 64. Trong khi Realme 5 Pro chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 712, RAM 4, bộ ở trong 128. Và khoảng cách giá của hai con này hàng chính hãng nó chính là 300.000 đồng. Và mình nghĩ rằng với 300.000 đồng này thì mình sẽ lựa chọn Redmi Note 8 Pro để chơi game. Đầu tiên đó là về cái con chip nó sẽ mạnh hơn, tiếp theo đó là RAM nó cũng sẽ nhiều hơn, và thứ ba nữa đó chính là cái pin của Redmi Note 8 Pro cũng sẽ tốt hơn Redmi 5 Pro. Đó là ba thứ khiến cho mình lựa chọn Redmi Note 8 Pro để chơi game. Dù có chênh 300.000 thì vẫn xứng đáng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Oanh Nông, Redmi 5 Pro có hỗ trợ thẻ nhớ không? Thì cái câu hỏi này thì bạn có thể xem rất là nhiều video và có thể giải đáp được. Nhưng mà ở đây bạn có hỏi thì mình cũng sẽ trả lời, đó chính là nó có hỗ trợ thẻ nhớ nhá. Nhưng mình nghĩ rằng là với bộ trong fix của con Redmi 5 Pro là 128GB thì nó đã nhiều đúng không? Chắc là bạn cần một cái dung lượng dự trữ rất là nhiều thì mới thực sự là phải cần thêm thẻ nhớ, chứ 128GB với đa số người dùng là đã đủ rồi. Con này có ROM rất là ngon. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hậu Phạm Hoài, gaming phone ngon nhất thế giới di động dưới 7 triệu là máy nào đây? Ở thế giới di động thì khi mình check giá thì mình sẽ thấy rằng là chưa đến 7 triệu mình sẽ có được là con Redmi Note 8 Pro. Ở đây mình sẽ lựa chọn cái phiên bản RAM ROM là Max. Mức giá của nó sẽ là 6 triệu thì Redmi Note 8 Pro sẽ có là con chip Helio G90T, RAM ROM lần lượt sẽ là 6, 128. Và mình nghĩ rằng là mức giá chính hãng này dưới 7 triệu chúng ta sẽ có chip ngon, RAM ROM thì max, pin tốt và màn hình cũng ổn. Nên đây có lẽ là một cái sự lựa chọn tương đối là phù hợp để mà bạn chơi game. Mình nghĩ là nếu bạn thêm một chút được và lựa chọn con Mi 9T thì nó toàn diện hơn. Nhưng mà nếu lựa chọn con Redmi Note 8 Pro chỉ để chơi game thì nó cũng ok rồi, nếu chỉ xét riêng về chơi game nhé. Câu hỏi của bạn Thảo Quyên Trương Lê, Redmi 5 Pro xài trên 2 năm được không? Trong câu hỏi này thì bạn không nêu ra cái nhu cầu của bạn sử dụng máy là như thế nào. Thì mình sẽ đưa ra một vài cái cách sử dụng máy. Đầu tiên là với những cái tác vụ cơ bản thường ngày, Facebook, YouTube các thứ ấy, thì mình nghĩ rằng là con máy này vẫn có thể sử dụng được là khoảng 2 năm hoặc là hơn vẫn ok. Còn với những bạn mà chơi những tựa game như kiểu là Liên Quân Mobile hoặc là ngang đấy thì mình nghĩ rằng là tầm 2 năm nó vẫn chơi được, nhưng mà cái sự mượt mà chắc là nó sẽ không còn đảm bảo nữa. Còn bạn nào mà chơi khoảng tầm PUBG Mobile đổ lên thì mình nghĩ rằng là chơi vẫn được khoảng 1 đến 1.5 năm nữa. Tất nhiên là mình sẽ chỉ xét trên cái phiên bản phần mềm hiện tại của con máy này và của những cái tựa game mình đang chơi. Chứ nếu mà sau này khoảng 1 năm, 1.5 năm nữa thì mình cũng không biết là liệu rằng cái phần mềm nó đã như nào, update như nào không? Chỉ là dự đoán dựa theo những cái trải nghiệm của mình thực tế hiện tại. Câu hỏi cuối cùng của bạn Hino Team, con Realme nào là Max đứng đầu của Realme? Hiện tại thì theo như mình tìm hiểu được thì Realme X2 Pro sẽ là con máy cao cấp nhất của nhà Realme. Họ thì định giá là một cái thương hiệu với những con máy mức giá rẻ, nên hiện tại Realme X2 Pro là một con máy cao cấp nhất của họ, nhưng mà mức giá xách tay về Việt Nam cũng chỉ là gần 8 triệu. Và mình nghĩ rằng là mức giá này thì nó tương đối là toàn diện và rất là đáng để chúng ta lựa chọn. Ngon. Anh em còn câu hỏi gì thắc mắc thì đặt phía bên dưới và mình sẽ giải đáp trong những video lần sau nha. Và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Tạm biệt.